cái fanpage là có thể là như nãy chưa ăn lên cái này rồi à? Chào tất cả mọi người trong đến với live stream của Chính Trương và Resort Royal Chính Trương. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ hạnh phúc. Và cũng từ rất lâu rồi, hôm nay Chính Trương mới phát lại live stream trên Facebook Chính Trương và đồng thời song song giữa Facebook và Fanpage để mục đích là qua đây kiểm tra lại xem là Facebook của Chính Trương là lâu rồi có hoạt động tốt hay không, lượng tương tác như thế nào, và đặc biệt là mấy ngày gần đây thì Facebook bị bóp tương tác rất là nhiều và cũng rất lâu rồi, chắc là phải hơn tuần rồi. Chính Trương hôm nay mới gặp Thảo cùng live stream và nói chuyện với mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ Chính Trương và Ngọc Thảo trong thời gian qua. Dạ vâng ạ, em Ngọc Thảo xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các anh chị đang theo dõi trang fanpage của Resort Royal Chính Trương và Facebook của anh Chính Trương. Rất là hôm nay là lần đầu, có thể là lần đầu tiên đúng không ạ? Em Thảo và anh Chính lên livestream trong hai máy, đó là một điện thoại là mang Facebook của anh Chính Trương và một điện thoại là mang của Ngọc Thảo trong thời gian vừa rồi, và cũng rất mong muốn là trong thời gian tới là được đồng hành cùng tất cả mọi người, Chính Trương và Ngọc Thảo càng ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn nữa trong tất cả mọi việc để có thể kết nối mọi người nhiều hơn, và rất mong muốn làm một cái điểm cầu ở giữa để có thể là cùng tất cả anh chị em yêu Hoa Lan trên toàn quốc để chúng ta có thể gặp nhau trên tại livestream của Chính Trương hoặc là của gì sau Lan Chính Trương. Dạ vâng, thưa anh chị, đang trong thời dịch Covid đang hoành hành đi trên khắp cả nước thì qua kênh livestream này, anh Chính Trương và anh Ngọc Thảo cùng được gặp gỡ tất cả các anh chị đúng không ạ? Rất là vui và hạnh phúc, bởi vì là mỗi một buổi tối được lên đây, được chia sẻ, được đồng hành cùng mọi người, được chia sẻ những gì mà tại resort để chia sẻ với mọi người, đấy là một niềm vui, một niềm hạnh phúc của anh Chính Trương và em Ngọc Thảo. Cho nên là rất là mong anh chị sẽ cho chúng em xin một nút like, một nút chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm để làm sao lan tỏa cái tình yêu Hoa Lan này đến với nhiều người hơn nữa, được không ạ? Cũng từ lâu lắm rồi, đúng là Facebook của Chính Trương hôm nay mới phát lại. Cũng rất mong muốn là mọi người ủng hộ Chính Trương thật nhiều hơn nữa. Và khi mọi người ủng hộ thì những cảm xúc, những tình cảm mà Chính Trương sẽ được đón nhận, từ đó biến thành những hành động mà có thể sắp tới, và để cùng với mọi người, cùng đồng hành cùng tất cả anh chị em yêu Hoa Lan cả nước để chúng ta cùng phát triển Hoa Lan mạnh mẽ hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 20 tháng 6, ngày mai là ngày 21 tháng 6, là ngày báo chí Việt Nam và kỷ niệm là 96 năm thành lập ngày Cách mạng báo chí Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925 đến 21 tháng 6 năm 2021. Chính Trương xin trân trọng gửi tới lời chúc mừng đến tất cả các anh, các cô chú, anh chị làm nghề báo. Chúc mọi người có tâm trong, trí sáng và ngòi bút thẳng để luôn gặt hái thật nhiều các thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Và đồng thời là sẽ càng ngày càng giúp nhiều anh chị em, cộng đồng Hoa Lan lan tỏa tình yêu Hoa Lan đến với tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người. Và một lần nữa, Chính Trương xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ Chính Trương. Trong thời gian tới thì Chính Trương cơ bản phát triển live stream fanpage, trên fanpage và Facebook. Chính Trương sẽ là phụ và chủ yếu là sẽ là những hình ảnh của cá nhân, những bông hoa đẹp. Còn là giao dịch tương tác với anh chị em bán hàng thì chủ yếu trên đó, và Chính Trương sẽ không trả lời hết tất cả các tin nhắn trên Facebook được. Vì vậy nên rất mong muốn là mọi người có nhu cầu gì và có những cái gì muốn giao lưu với Chính Trương thì mọi người hãy giao lưu trên fanpage của Chính Trương ạ.
Dạ vâng thưa anh chị, trong mỗi một cuộc livestream như thế này thì có rất nhiều hàng nghìn những tin nhắn, hàng nghìn những bình luận comment hỏi về rất là nhiều lĩnh vực trong ngành hoa lan đúng không ạ? Thì là anh Chính Trương và em Ngọc Thảo có thể là sẽ không trả lời hết được tất cả những comment đấy. Thì rất là mong anh chị sẽ vui lòng mà nhắn tin qua trang fanpage của Dịch Sở Lan Chính Trương để sau đấy là các anh chị ở nhà vườn sẽ trực tiếp liên hệ với mọi người ạ. Rất mong muốn là mọi người hãy chia sẻ livestream của buổi tối hôm nay đến các hội nhóm và trên trang cá nhân của mình để Chính Trương cùng Ngọc Thảo đồng hành mọi người nhiều hơn nữa. Dạ vâng anh chị ơi, cũng có khoảng 10 ngày rồi thì anh Chính Trương và anh Ngọc Thảo hôm nay mới có dịp để lên giao lưu chia sẻ với mọi người. Và rất là mong hôm nay lên thì để được mọi người ủng hộ, được mọi người đón nhận. Và để làm sao em cảm thấy như thị trường cũng đang dần dần nóng dần lên rồi và đang có rất nhiều những cuộc giao dịch diễn ra rồi đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Em chào anh Lưu Đình Thảo ạ. Em xin chào tất cả mọi người, xin chúc mọi người có một buổi tối thật là vui chào vẻ. Chào Phạm Thúy, chào Trung Con, chào Nguyễn Quang Thuật, chào Gin Nguyễn, chào gì Hồng Nga. Đúng là Ngọc Thảo ngày càng xinh đúng không gì? Chào Quý Lê, chào Huy Bộ Đội. Cảm ơn tất cả mọi người, chị Trương livestream bằng cả Facebook và cả fanpage lần đầu tiên. Và cũng rất mong muốn là tổng hai cái phương tiện ngày nay tiếp cận đến anh chị em yêu Hoa Lan càng nhiều hơn nữa. Nếu mà việc này diễn ra có hiệu quả, tức là mọi người yêu mến Chính Trương nhiều thật nhiều, thì chắc chắn là Chính Trương sẽ duy trì việc này thường xuyên. Dạ vâng thưa anh chị, hôm nay thì ngoài chia sẻ anh Chính lên chia sẻ những đôi điều với mọi người thì em Ngọc Thảo cũng sẽ lên giao lưu với anh chị một số mặt hoa, một số cây mà thị trường đang giao dịch cũng khá là nhiều ạ. Nên là rất là mong anh chị sẽ đón nhận và ủng hộ cho anh Chính Trương và em Ngọc Thảo. Cảm ơn Duy Lực. Chính Trương thì không đẹp trai nhưng Ngọc Thảo xinh gái là có thật, đúng không? Rất là mong muốn được giao lưu với tất cả mọi người, bắt tay với tất cả mọi người, dù kể cả một ki 50 trắng Phú Thọ hoặc là không, thì nếu mà khi mà bệnh dịch tan thì rất mong muốn được gặp gỡ tất cả mọi người yêu hoa lan và đang tìm hiểu về hoa lan tại Dịch Sở Hoa Lan Chính Trương. Chính Trương không hề phân biệt bất cứ một ai, bất cứ một người yêu hoa lan nào đều là bạn của Chính Trương, kể cả không mua cây thì đến với Chính Trương cũng sẽ là những gì trân trọng nhất. Cảm ơn bác Nông Văn Nghiệp. Cảm ơn bác, bạn đã đi tìm đối tác xuất khẩu Hoa Lan Việt Nam chưa? Cảm ơn tất cả mọi người. Thì thực ra câu hỏi này rất hay. Có thể nói là đây chính là tâm huyết lớn nhất của Chính Trương. Đó là tìm con đường xuất khẩu ra Hoa Lan. Mà nội dung này Chính Trương đã nói từ cái đề 1 năm. Và chắc chắn trong thời gian tới Chính Trương sẽ tiếp tục làm bằng được nội dung đấy. Chính Trương đã có con đường và đã có phương pháp làm. Và vì vậy rất mong muốn mọi người kiên nhẫn thêm một thời gian nữa để và đặt niềm tin vào Chính Trương. Điều đấy là từ trước đến nay Chính Trương là người nói đi đôi với làm, chưa bao giờ nói mà không làm. Và tất nhiên trên con đường này thì rất mong muốn tất cả mọi người cùng đồng hành, mọi người cùng tìm con đường đấy cùng Chính Trương và làm sao chúng ta bằng truyền thông tiếp cận tất cả anh chị em, thậm chí là yêu Hoa Lan ở quốc tế để chúng ta trao đổi, tìm hiểu thật nhiều hơn nữa về các nhà vườn Hoa Lan ở trong phạm vi và khu vực cũng như là trên thế giới. Và Chính Trương đang làm điều đấy. Và một cái có thể nói là Chính Trương rất mong muốn là các anh, ngày mai là ngày báo chí Việt Nam, ngày cách mạng báo chí Việt Nam, thì cũng như lời chúc mừng của Chính Trương dành cho các anh chị em báo chí, thì trong livestream này thì có rất nhiều các anh chị em là bạn của Chính Trương đang công tác trong ngành báo chí, thì rất mong muốn các anh chị thực sự là đồng hành cùng Chính Trương để lan tỏa hơn nữa tình yêu Hoa Lan Việt Nam và xây dựng thương hiệu cho Hoa Lan Việt Nam. Thương hiệu Hoa Lan Việt Nam để lan tỏa hơn nữa đến quốc tế và chúng ta sớm tiếp cận các nhà vườn lan và để tất cả những sản phẩm Hoa Lan của chúng ta
là sẽ một ngày được lan tỏa trên các câu lạc bộ hoa lan và những người yêu hoa lan trên quốc tế. Trong một vài cuộc trò chuyện với một số nhà vườn ở Hàn Quốc, ở Đài Loan, tất nhiên là có phiên dịch mọi người ạ, thì chị Trương đã biết rằng là các anh chị ở nơi đó rất thích hoa lan của Việt Nam. Trò chuyện với một nhà vườn ở Hàn Quốc thì anh nói rằng nếu hoa lan Việt Nam mà xuất khẩu được thì anh sẽ mua rất nhiều giống của Việt Nam. Đặc biệt là chị Trương đã đề cập mức giá 1 triệu 1cm đối với 500 phú thọ và anh đã đồng ý luôn. Và anh đã hứa rằng là hết dịch thì anh sẽ sang đây giao lưu và tìm hiểu hơn nữa về hoa lan Việt Nam. Và điều này thì coi như là một cái đã có cái đích rồi, thì cái việc kết nối nữa nó là xong. Tức là cái cơ chế của xuất khẩu của Việt Nam trước nay là không có, và chúng ta toàn là nhập khẩu hoa lan trên thế giới về. Chính vì vậy cho nên là chính Trương nghĩ rằng là làm việc này thì có sự phải sự đồng thuận của tất cả mọi người, đặc biệt là giới truyền thông này, và đặc biệt là chính sách của Đảng Nhà nước. Làm được việc này thì chắc chắn là niềm tin của chúng ta với hoa lan là sẽ lớn hơn, đúng không ạ? Và chắc chắn là thị trường của hoa lan Việt Nam sẽ là tràn ngập sang cả nước ngoài nữa. Hôm nay chị Trương xin phép được trao đổi và giao lưu với mọi người một chút những cái tâm sự của mình và con đường sắp tới của chị Trương. Và chắc chắn là sẽ có một số giao dịch rất khủng của những mặt hoa đẹp nhất của chị Trương. Là chị Trương xin phép được bật mí một chút là như vậy. Và chắc chắn nó sẽ có tác dụng rất lớn đối với thị trường. Và đương nhiên chị Trương sẽ nhờ các anh chị truyền thông để làm việc đấy nữa, để xây dựng những giá trị thực của hoa lan Việt Nam. Ngày hôm nay thì bản thân chị Trương cũng sức khỏe và cũng chưa được tốt lắm, cho nên là trong việc giao lưu này, xong một chút nữa thì có thể là Ngọc Thảo xinh đẹp của Resort Lan Chính Trương sẽ giao lưu với tất cả mọi người ở trên Facebook và Fanpage. Thì cũng rất mong muốn mọi người hết sức thông cảm cho Chính Trương và ủng hộ Chính Trương, Ngọc Thảo thật nhiều nữa. Xin chào tất cả mọi người. Mời Ngọc Thảo nhé. Dạ vâng ạ. Thưa anh chị, thì hôm nay do sức khỏe của anh Chính hôm nay không được ổn định, không được đảm bảo cho lắm, cho nên là hôm nay em Ngọc Thảo xin phép được một mình ngồi ở tại livestream này để cùng chia sẻ với tất cả mọi người, và mong là tất cả mọi người cùng đón nhận và ủng hộ em Ngọc Thảo, được không ạ? Em xin chào tổng là 2000 anh chị đang theo dõi livestream của anh Chính Trương và livestream của trang Fanpage vì sao đó là Chính Trương. Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã ủng hộ, đã bỏ một chút thời gian của mình ra để cùng đồng hành, cùng ủng hộ cùng anh Chính Trương và em Ngọc Thảo trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ vâng anh chị ơi, bây giờ thì em Ngọc Thảo xin phép được lên chia sẻ với anh chị một cặp kỳ 5 cánh trắng phú thọ đầu tiên cho anh chị về làm giống anh chị nhá. Và một cặp kỳ 5 cánh trắng phú thọ đầu tiên này, cú pháp chốt vẫn là số tiền cộng số điện thoại giúp em. Và em sẽ hôm nay thì có một điều đặc biệt, đó là bên em livestream bằng 2 điện thoại, cho nên là mọi người thông cảm giúp em. Em sẽ nhìn thấy bên điện thoại nào, anh chị nào chốt đầu tiên ở bên điện thoại nào, bên nick của anh Chính hoặc là nick của hoặc là trang Fanpage của Resort Lan Chính Trương, thì em sẽ chốt cho người đấy và em sẽ giao lưu với người đấy anh chị nhá. Một cặp kỳ 5 cánh trắng phú thọ đầu tiên làm giống, về làm giống, về cho mọi người làm giống, đang kỳ lên cực kỳ lực và dễ, đang ra rất là khỏe rồi, rất là tiềm năng anh chị nhá. Rồi anh chị ơi, bên em xin phép được giao lưu với anh chị một cặp kỳ 5 cánh trắng phú thọ đầu tiên này với giá là 6 triệu đồng ạ. 6 triệu đồng cho một cặp kỳ 5 cánh trắng phú thọ đầu tiên. Và anh chị nào giao lưu vui lòng ghi đúng cú pháp giúp em, số tiền cộng luôn số điện thoại thì bên em mới có thể giao lưu được. Thưa anh chị, là trong thời dịch đang Covid như thế này thì mọi người đang phải ở nhà để chống dịch, đúng không ạ? Cho nên là thị trường hay tất cả mọi giao dịch cũng rất là bị hạn chế. Em mong là sau này khi mà dịch đã là ổn định rồi thì rất là mong thì Resort Lan Chính Trương rất là mong được đón tiếp tất cả các anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc về để cùng giao lưu chia sẻ tại Resort Lan Chính Trương. Em xin nhắc lại là một cặp kỳ 5 cánh trắng phú thọ đầu tiên này với giá là 6 triệu đồng anh chị nhá. Cực kỳ tiềm năng, đúng không ạ? Em dơ sát vào đây cho mọi người nhìn rõ được, không ạ?
Dạ vâng ạ, em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Rồi em xin giao lưu với anh Duy Lực. Duy Lực xin cảm ơn anh đã mở hàng cho bên Resort Văn Chính Trương. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và xin chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã cùng đồng hành cùng em Thảo trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Em tiếp tục sẽ lên một cặp tiếp theo anh chị ơi. Một cặp năm cánh trắng phú thọ tiếp theo anh chị nhá. À, dạ vâng, thưa anh chị, một cặp kỳ năm cánh trắng phú thọ tiếp theo như thế này. Đây, mọi người có nhìn dễ không ạ? Cây khỏe hay không, cây phát triển được hay không, lớn mạnh, lớn nhanh hay không thì phụ thuộc tất cả vào bộ rễ, đúng không ạ? Phụ thuộc tất cả vào bộ rễ, và bộ rễ mọi người có thể nhìn thấy tận mắt, cực kỳ là lớn, cực kỳ lớn mạnh. À, và thưa anh chị là trong dịch Covid như này thì nếu như mọi người có thể là không đến được giao lưu tại vườn, cây vẫn để ở tại vườn, nếu như anh chị chốt cây vẫn để tại vườn, và các bên em thì các anh kỹ thuật sẽ chăm sóc cho mọi người bình thường anh chị nhá, các anh chị yên tâm ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn mọi người ạ. Tiếp theo là cặp kỳ năm cánh trắng phú thọ tiếp theo bên em chia sẻ với mọi người với giá là 6.800.000. Cặp này thì lớn hơn cặp trước một chút anh chị nhá, nhỉnh hơn cặp trước một chút. 6.800.000 cho một cặp kỳ năm cánh trắng phú thọ này. Đây, sao bên này mình nhìn thấy đấy, đúng không ạ? 6.800.000 cho một cặp kỳ năm cánh trắng phú thọ, một cây nền tảng đầu tiên của ngành lan va của chúng ta, đúng không ạ? Là một cây nền móng. Đây, em xem bên này điện thoại như thế này. 6.800.000, và anh chị nào giao lưu vui lòng ghi đúng cú pháp giúp em, số tiền cộng luôn số điện thoại giúp em anh chị nhá. Em xin chào tất cả 2.500 anh chị đang theo dõi tại Facebook của anh Chính Trương và Resort Anh Chính Trương. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. À, hôm nay thì thật sự với anh chị là do sức khỏe của anh Chính không được đảm bảo, cho nên là hôm nay em Ngọc Thảo xin phép là được ngồi một mình trước màn hình livestream như thế này. Cũng rất là buồn anh chị ạ. Bình thường là có anh Chính ngồi cạnh, nhưng hôm nay một mình em cảm thấy nó cứ bị hơi trống vắng kiểu gì ạ. Nên là rất là mong anh chị ủng hộ nồng nhiệt, cuồng nhiệt hơn nữa để em Thảo cảm thấy không bị cô đơn. 6.800.000 anh chị nhá. 6.800.000 ạ. 6.800.000 cho một cặp năm cánh trắng phú thọ như thế này. Và anh chị nào giao lưu thì vui lòng ghi đúng cú pháp giúp em là số tiền cộng luôn số điện thoại thì bên em mới có thể giao lưu được anh chị nhá. Số tiền cộng luôn số điện thoại thì bên em mới có thể giao lưu được ạ. 6.800.000. Anh chị ơi, bên em chỉ nhận tiền qua một số tài khoản duy nhất của anh Chính Trương mang tên Trương Quốc Chính thôi ạ. Nên là mọi người thông cảm giúp em là nếu như có số điện thoại nào khác hoặc là bảo anh chị chuyển khoản vào những số tài khoản mà mang tên khác thì anh chị không chuyển khoản giúp em nhé. Bên em chỉ nhận tiền qua một số tài khoản mang tên anh Trương Quốc Chính thôi ạ. Dạ vâng, em xin chào anh Minh Hiếu ạ. Em xin chào tất cả các anh chị. Em xin giao lưu cặp kỳ năm cánh trắng phú thọ này cho Facebook là Năng Hướng Phạm ạ. Năng Hướng Phạm, xin cảm ơn anh rất nhiều. Những anh chị nào mà không có nhu cầu xem live thì vui lòng thoát live ra giúp em. Đúng ạ, bởi vì là ở đây là dành cho những người đã và đang và sắp yêu hoa lan, sắp vào tìm hiểu hoa lan thôi. Còn những anh chị mà không có nhu cầu thì vui lòng anh chị thoát ra khỏi live stream này giúp em. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Anh chị ơi, Hồng Yên Thủy, em đã tiếp tục sẽ lên một kỳ Hồng Yên Thủy cắt khúc ươm. Và anh chị ơi, đây ạ, cái rễ của nó đang phát triển rất là mạnh mẽ. Rồi một kỳ Hồng Yên Thủy làm giống cho mọi người sưu tầm ạ. Dạ vâng ạ, anh chị nào mà vui và không thích xem vui lòng ra ngoài giúp em để mọi người đỡ làm mất thời gian của nhau, đúng không ạ? Đây là sân chơi này dành cho những anh chị đã, đang và sẽ có hướng tìm hiểu về hoa lan thôi. Còn những anh chị nào mà không có nhu cầu thì vui lòng bước ra khỏi live này giúp em. Một kỳ Hồng Yên Thủy làm giống như thế này giao lưu với mọi người. Một kỳ và cộng có thêm một mắt ngủ bên cạnh anh chị nhá. Một mắt ngủ này bên em chưa khai thác đâu ạ. Mắt ngủ này thì bên em chưa khai thác anh chị nhá. Và khi nào mà anh chị nào mà giao lưu
Anh chị nào giao lưu thì để tại vườn bên em sẽ khai thác cho mọi người. Giao lưu với mọi người một ki hồng yên thủy cộng với một mắt ngủ. Cộng với một mắt ngủ, giao lưu với anh chị với giá là 40 triệu đồng ạ. 40 triệu đồng cho một ki cộng một mắt ngủ hồng yên thủy này anh chị nhá. Một ki đấy ạ, mọi người nhìn rõ không ạ? Xem được không em? Dạ vâng anh chị ơi. Những anh chị nào mà comment mà không thấy em trả lời, có nghĩa là comment đấy đang bị ẩn. Và nếu như ẩn thì mọi người vui lòng comment lại giúp em được không ạ? Có nhiều comment em không trả lời hết được thì rất là mong anh chị thông cảm và bỏ qua và comment lại giúp em với. 40 triệu đồng cho một ki và một mắt ngủ anh chị nhá. Một ki một mắt ngủ, và anh chị nào giao lưu vui lòng ghi đúng cú pháp giúp em, số tiền cộng luôn số điện thoại thì bên em mới có thể giao lưu được. Mờ quá. Anh ơi mờ quá đây như thế này. Ở đây. Bây giờ em mới thấy cảm giác như là điện thoại là màn hình mới mới sáng lên được đây này. Màn hình 40 triệu nha anh chị ơi. À 40 triệu cho một ki cộng với một mắt ngủ nữa. Còn một mắt ngủ còn vẫn khai thác được. Và anh chị nào giao lưu vui lòng ghi đúng cú pháp giúp em, số tiền cộng luôn số điện thoại thì bên em mới có thể giao lưu được anh chị nhá. Anh chị cũng đã biết là trong thị trường vừa qua thì cái tên Hồng Nguyên Thủy cũng đang rất là hot ở trên ở trong các giao dịch đúng không ạ? Dạ vâng, em xin chào anh Nguyễn Bùi Thịnh, em xin chào tất cả mọi người. Anh chị nào mà giao lưu vui lòng ghi đúng cú pháp giúp em, số tiền cộng luôn số điện thoại. Em xin chào 2500 anh chị đang theo dõi livestream của Facebook anh Chính Trương và Resort Holland Chính Trương. Ki Hồng Yên Thủy anh chị ơi. Hồng Yên Thủy ạ, một ki như thế này và còn một mắt ngủ bên cạnh nữa anh chị nhá. Một ki và một mắt ngủ bên cạnh nữa ạ. Tiềm năng đúng không ạ? Quá tiềm năng luôn. Em không nhìn thấy. Em không nhìn thấy comment. À dạ vâng ạ, em xin giao lưu với anh Facebook PV Sang. Xin cảm ơn anh rất nhiều đã ủng hộ bên em ạ. Cảm ơn anh PV Sang ạ. Xin chân thành cảm ơn anh. Mọi người thông cảm, điện thoại màn hình để hơi xa nên là mắt em thì cũng hơi kém. Cho nên là cũng có thể có những comment em không đọc được. Tiếp theo, một ki hồng yên thủy cắt khúc tiếp theo anh chị ơi. Đây ạ, rễ cũng đang ra phát triển cực kỳ khỏe mạnh anh chị nhá. Rễ đang phát triển cực kỳ khỏe mạnh. Rồi một kỳ tiếp theo như thế này, chia sẻ với mọi người với giá là 36 triệu 800 nghìn. Một con số rất đẹp đúng không ạ? 36 triệu 800 nghìn cho một kỳ hồng yên thủy tiếp theo như thế này. 36 triệu 800 nghìn anh chị nhá. Hôm nay có thể là Facebook bị bóp tương tác. Có thể là khi mà livestream của bên em hiện lên thì mọi người có thể là không nhận được thông báo, hoặc là không nhìn thấy. Cho nên là có thể là rất không nhiều anh chị biết là bên em đang livestream. 36 triệu 800 nghìn anh chị ơi, vui lòng ghi đúng cú pháp giúp em đi ạ. 36 triệu 800 nghìn thì bên em mới có thể giao lưu được. Dạ vâng, anh ơi, thật ra thì là trong mỗi một cuộc chơi hay là mặc cả, đấy là người ta nghĩa là khách hàng có quyền mặc cả đúng không ạ? Nhưng mà quan trọng là bên em đã bán, chia sẻ mọi người đúng giá rồi. Đúng giá rồi anh chị nhá, nên là bên em mọi người thông cảm, bên em không bớt được nữa đâu ạ. 36 triệu 800 nghìn. Dạ vâng, em xin chào anh Trường Bé, em xin chào tất cả mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Một kỳ hồng yên thủy cực kỳ tiềm năng như thế này cho mọi người sưu tầm. Rồi em xin giao lưu với anh Sĩ Hà. Xin cảm ơn anh. Chơi anh Ngọc Tào. Xin cảm ơn mọi người. Mọi người đừng trêu em nữa. Tối về em không ngủ được luôn đấy ạ. Tối về em không ngủ được luôn đấy ạ.
margin tiếp theo. Bây giờ anh chị cũng anh chị cũng đã thấy là trên thị trường bây giờ cũng đang dần dần sôi động lên rồi đúng không ạ? Chẳng qua là do dịch bệnh thì chưa có thể là chưa đi giao lưu được với nhau, chưa các nhà vườn chưa đi giao lưu được, cho nên là vẫn còn một chút về mặt hạn chế đi lại. Vâng, em tiếp tục lên một ki 5 cánh trắng HO, 5 cánh trắng hiển oanh cho mọi người sưu tầm. Lên một ki giống cho mọi người sưu tầm anh chị nhá. Dạ vâng ạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ động viên bên em. Một ki 5 cánh trắng HO tiếp theo chia sẻ với mọi người với giá là 10 triệu đồng. 10 triệu đồng cho một ki 5 cánh trắng, một ki 5 cánh trắng HO như thế này ạ. HO là một trong những cây quốc dân mà nhà vườn nào cũng sưu tầm, lớn dù nhỏ đúng không ạ? Thì bất kể anh chị đi đến nhà vườn nào đi chăng nữa, đúng không ạ? Thì cũng thấy là sẽ có 5 cánh trắng HO hay 5 cánh trắng Phú Thọ ở trong vườn, không nhiều thì ít. Chắc chắn là sẽ có những mặt bông như thế này. Bởi vì đây là những cây là nền tảng của trong ngành hoa lan rồi. 10 triệu đồng anh chị nhá, 10 triệu đồng cho kim 5 cánh trắng HO này ạ. Một ki về cho mọi người làm giống ạ. Thời điểm này là đang là thời điểm cây phát triển. À, và anh chị ơi, anh chị nào muốn giao lưu những cây như thế nào thì vui lòng nhắn tin hoặc là comment lên trang fanpage, hay là để bên em có thể chất cho mọi người, để ngày mai các anh chị ở nhà vườn sẽ gọi điện hay là sẽ nhắn tin chia sẻ với mọi người anh chị nhá. Dạ vâng ạ, hôm nay một mình em một sân khấu anh chị ạ. Hôm nay là anh chính là sức khỏe không đảm bảo. 10 triệu đồng cho ki 5 cánh trắng HO này. Anh chị nào giao lưu vui lòng ghi đúng cú pháp đi ạ. Em nhìn thấy nhiều comment ghi chốt rồi, nhưng mà ghi đúng cú pháp giúp em là số tiền cộng số điện thoại thì bên em mới có thể giao lưu được với mọi người ạ. Số tiền cộng số điện thoại giúp em anh chị nhá. 10 triệu đồng cho ki 5 cánh trắng HO này ạ. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em xin giao lưu với anh Nguyễn Hải ạ. Xin cảm ơn anh ạ. Hy vọng là tí nữa anh Chính sẽ đỡ mệt mệt và anh Chính sẽ vào giao lưu mọi người tiếp, chứ không để em một mình như này em buồn anh chị ạ. Vâng ạ, em xin giao lưu với anh Nguyễn Hải. Tiếp theo một ki hoa khôi Quế Phong. Một ki hoa khôi Quế Phong mọi người cũng đã thấy là vừa qua thì mặt bông hoa khôi này cũng nở ở rất đúng ạ. Một ki hoa khôi Quế Phong này bên em chia sẻ với mọi người với giá là 138 triệu anh chị nhá. Không có anh chị. Em vẫn vậy thôi ạ. Thật ra với anh chị là được đồng hành của anh Chính 7-8 tháng nay rồi. Và nói gì thì nói thì em cũng đã học hỏi được nhiều. Bị Facebook bị ấy anh ạ. Bị lag. Học hỏi được rất là nhiều thứ qua những cuộc giao lưu, những cuộc nói chuyện với các anh chị, nên là cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ em Ngọc Thảo và đi xóa lan chính trương. 138 triệu cho một ki hoa khôi Quế Phong này anh chị nhá. Ạ. Anh chị nào giao lưu vui lòng ghi đúng cú pháp giúp em, số tiền cộng luôn số điện thoại. Điện thoại nó ở hơi xa cho nên là em phải gần và như thế này thì mới có thể nhìn thấy mọi người. Một trăm ba mươi tám triệu ạ. Anh chị nào giao lưu vui lòng ghi đúng cú pháp giúp em, số tiền cộng số điện thoại. Anh ơi, thật ra thì hôm nay anh Chính anh hơi mệt, sức khỏe không đảm bảo lên cho nên là nhường em Thảo một mình một sân khấu. Em cảm ơn mọi người ạ. 138 triệu anh chị nhá. Vâng ạ, xin giao lưu với anh Thành Phạm ạ. Xin cảm ơn anh. Thưa các anh chị, nếu như mà trong thời gian dịch như thế này và mọi người không
không đến không qua vườn bên em có thể nhận cây về thì bên em sẽ chăm cây cho anh chị tại vườn, và khi nào mà đi lại được rồi thì mọi người mời mọi người lên thăm vườn và mời mọi người qua giao lưu với bên em luôn ạ. Dạ vâng, em xin chào anh Hà Minh Văn nhá. Xin chào tất cả mọi người. Vâng anh chị ơi, tiếp theo em sẽ lên một kỳ hoa khô nữa thôi ạ. Tối nay thì bên chia sẻ với anh chị hai kỳ hoa khô thôi anh chị nhá. Chia sẻ với mọi người với anh chị với giá là 130 triệu ạ. Một kỳ hoa khô thứ hai chia sẻ với mọi người là 130 triệu đồng. Chị Thảo nay xinh thế. Cảm ơn Hùng nhá. Nãy toàn những comment khen thì em mới nhìn thấy thôi, không hiểu tại sao. Em không nhìn thấy. Anh chị ơi, có thể là hôm nay tương tác của Facebook sẽ bị bóp, cho nên là em có nhiều comment em không nhìn thấy, nên là mọi người thông cảm giúp em. 130 triệu cho kỳ hoa khô cưới phong này ạ. Và anh chị nào giao lưu thì vui lòng ghi đúng cú pháp giúp em, số tiền cộng luôn số điện thoại anh chị nhá. Thật ra thì em Thảo thì cũng trước khi mà bước chân vào ngành lan ba ấy, ngành lan thì em đã chơi từ năm 2018 rồi, là chơi từ những cây cáo, cây đùi gà, cây quế, nghĩa là em ngày xưa là em bán những cây đấy. Và khi mà thị trường dần dần là phát triển thì em cũng chuyển đổi sang từ những hàng rừng cho đến những cây hàng phi điệp thường. Và sau đó là đấy, bao nhiêu tiềm lực, bao nhiêu tiềm năng là dồn hết vào những cây lan va như này. Và từ cuối 2019, từ cuối em chia sẻ với anh, với chị Nga Quỳnh, khi năm cái trắng hoa khôi này, xin cảm ơn chị rất nhiều. Thì thị trường lên xuống là một điều bình thường đúng không ạ? Quan trọng nhất là bây giờ anh chị nào giữ được cây, có cây thì khi thị trường lên thì mình mới có cây để bán và chia sẻ cho mọi người. Thật ra với anh chị thì bên em để mà chia sẻ thời điểm này, chia sẻ ra những cây này, những cái ki này đi thì rất là tiếc. Nhưng mà cũng muốn làm sao để cùng đồng hành cùng với mọi người, làm sao để cho thị trường sôi động hơn. Rồi em lên một ki hồng mỹ nhân. Mỹ nhân ơi xinh đẹp tuyệt vời đấy ạ. Có một bài hát cực kỳ là hay và em Thảo rất là thích nghe. Một ki hồng mỹ nhân này dài khoảng 9,5 cm đấy chị nhá. Ngọn đang đi rất là khỏe ạ. Và rễ cũng đã ấm chậu rồi anh chị ơi. Rễ cũng đã ấm chậu rồi, xuống chậu được khoảng hơn 2 tháng rồi. Đây mọi người ngắm giúp em một ki hồng mỹ nhân. Em xin cảm ơn chị Hoa Sữa, em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Một ki hồng mỹ nhân như thế này chia sẻ giao lưu với mọi người với giá là 161 triệu ạ. Khoảng 9,5 cm anh chị nhá, khoảng 9,5 cm. 161 triệu đồng cho một ki hồng mỹ nhân như thế này ạ. 161 triệu anh chị nhá. Vâng ạ, bên em xin giao lưu với anh Lâm Duẩn ạ. Một anh trai Lâm Duẩn, tay rất to ở trên Điện Biên, xin cảm ơn anh. Tiếp theo ạ. Những ngày mà không được lên live stream với mọi người như này, em thấy rất là buồn và thấy thiếu một cái gì đấy. Cho nên là rất là mong, lúc nào em chỉ mong là anh Chính gọi điện là em ơi hôm nay live stream nhé, xuống đi. Thế là em lại phi một phát từ ở trên thành phố Tuyên Quang xuống dưới vườn. Em cảm ơn chị Hoa Sữa đã động viên em. Một ki hồng yên thủy. Dạ đây ạ anh chị ơi. Anh chị nào muốn sưu tầm hồng yên thủy thì đây ạ. Một ki cũng đang rất là tiềm năng anh chị nhá. Khoảng 5 cm ạ. Một ki này khoảng 5 cm. Chia sẻ với mọi người với giá là 75 triệu ạ. 75 triệu cho một ki hồng yên thủy. Tiếp theo như thế này. Hồng yên thủy cũng là một trong những cây quốc dân của dòng hồng đúng không ạ? Em thấy thị trường vừa rồi thì cũng
đa số khoảng 87-80% đó là giao dịch không yên thủy, rất là hot. Và hở các anh chị thường thường nói là hở ra cây nào là mất cây đấy, không còn luôn. Một à, em xin lỗi, 75 triệu cho một cây hồng yên thủy này. Anh chị nhá, một cây hồng yên thủy tiếp theo như thế này. À, hôm nay anh chị nào giao lưu thì vui lòng ghi đúng cú pháp giúp em đi ạ. Số tiền cộng số điện thoại thì bên em mới có thể giao lưu được. Số tiền cộng số điện thoại giúp em. Và nick Facebook Thảo Hòa, một bạn ở tại nhà vườn đã ghi số tài khoản của anh Chính Trương lên trang, lên đầu trang rồi. Nên là mọi người nếu như chốt cây, chốt đơn mà chuyển khoản thì vui lòng chuyển khoản đúng số tài khoản Trương Quốc Chính, mang tên Trương Quốc Chính giúp em anh chị nhá. 75 triệu đồng ạ. Vui lòng ghi đúng cú pháp giúp em đi ạ. Số tiền cộng luôn số điện thoại đi ạ. Chốt cây ngọc thảo, anh ơi chốt cây ngọc thảo này về bị lỗ vốn anh ạ. Không lớn được nữa rồi. Mà thậm chí này còn hơi già rồi anh ơi. Cây này khoảng 5 sen anh chị ơi. Cây này khoảng 5 sen anh chị nhá. Khoảng 5 sen ạ. Vâng anh chị ơi, em thấy có những anh chị chốt 75 triệu nhưng mà không ghi số tiền, ghi thêm số tiền giúp em đúng cú pháp đi ạ. Thì có số điện thoại thì bên em mới có thể, số tiền cộng số điện thoại thì bên em mới có thể giao lưu được với mọi người anh chị nhá. Số tiền cộng luôn số điện thoại đi ạ. Không gì hạnh phúc bằng khi mà lên livestream như thế này được mọi người ủng hộ và anh chị đồng hành cùng trong suốt một buổi livestream như này. Lan ơi điệp đây, dạ vâng ạ. Anh ơi đúng cú pháp là 75 triệu anh ơi, em xin lỗi. 75 triệu anh ơi. 75 triệu nha anh Lan ơi, điệp đây. Facebook tên có một cái tên rất là đáng nhớ đúng không ạ? 75 triệu anh ơi. Chứ 70 triệu thì bên em chưa giao lưu được ạ. Cho người cầm. Bạn cầm cây nhé em, là tay bạn ấy to lắm thì bạn ấy không hề mỏi tí nào luôn. Chỉ cần các anh chị ngắm cây, để cho các anh chị ngắm cây và các anh chị 75 triệu anh chị ơi, 75 triệu ạ. Dạ vâng ạ, bên em chia sẻ với anh Trọng Nguyễn nhé, xin cảm ơn anh. 75 triệu anh chị ơi, bên em chia sẻ với anh Trọng Nguyễn. Thật ra với anh chị, thưa các anh chị, là những anh chị nào mà không có nhu cầu về hoa lan hay là có những định kiến hay như thế nào đấy thì mong anh chị có thể thoát like và không xem like nữa. Tại vì là đây là quyền tự do đúng không ạ? Ai thích thì xem mà không thích thì thôi, không cần phải nói đời cay đắng như thế đâu ạ. Cũng có rất là nhiều anh chị đã từng, dạ vâng ạ, đã từng buông những lời cay đắng về hoa lan, nhưng mà rồi sau như thế nào ạ? Sau đấy lại phải yêu em ý thôi, không thể cưỡng lại được đúng không ạ? Tất nhiên là bên em không một ai trách ai, bởi vì mỗi người một quan điểm, mỗi người một ý kiến, không có ai trách ai cả. Nhưng mà chỉ là thích thì xem, không thích thì thôi, có thể ra ngoài, chứ đừng vào đây để buông những lời cay đắng, để làm đau lòng nhau làm gì. Tại vì mỗi người một quan điểm anh chị ạ. Em tiếp tục sẽ lên hai kỳ hồng yên thủy như thế này. Hai kỳ hồng yên thủy anh chị nhá. Rồi, tiềm năng đúng không ạ? Hai kỳ hồng yên thủy và cộng với hai mắt ngủ anh chị nhá. Cộng với hai mắt ngủ. Hai kỳ, đây anh chị nhìn rõ giúp em đúng không ạ? Em rơi từng, em rơi gần vào từng máy một. Đấy, từng máy một. Bên nick chính trước đây. Hai kỳ và hai mắt ngủ dễ đang ra, cực kỳ là khỏe rồi. Thả bộ tóc dài. Vâng, cảm ơn chị Trâm. Thế từ mai em sẽ buộc tóc. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Em Ngọc Thảo thì có thể là không xinh đâu, nhưng mà không đẹp đâu, nhưng mà khi mà đã lên chia sẻ với mọi người là phải những chọn những cây cực kỳ khỏe và tiềm năng để giao lưu với mọi người. Rồi anh chị ơi, chia sẻ với anh chị hai kỳ hồng yên thủy cộng với hai mắt ngủ ạ. Hai kỳ cộng với hai mắt ngủ chia sẻ với mọi người với giá là 100 triệu đồng chẵn. 100 triệu đồng chẵn anh chị nhá. Cây đẹp lắm, cảm ơn anh Triệu Hoàng Anh ạ.
xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Em chào anh Văn Hạnh Lương, em xin chào mọi người ạ. 100 triệu đồng cho 2 kỳ Hồng Nguyên Thủy cộng với 2 mắt ngủ này. Dạ vâng ạ, à, tất cả mọi thứ thì đều sẽ có tính chất tham khảo. Nếu như mọi người có thể là có định kiến hay là có suy nghĩ lệch, là có suy nghĩ không tốt, không hay về hoa lan thì mọi người có thể tìm hiểu, đúng không ạ? Một khi anh chị đã vào có ý kiến rồi thì em nghĩ là mọi người đã và đang muốn tìm hiểu về hoa lan thì cứ mong, em rất là mong mọi người sẽ tìm hiểu. Và đừng vội phán xét hay đừng vội buông ra một lời nói, một câu nói nào cả. Rồi anh chị ơi, 100 triệu đồng anh chị nhá. Dạ vâng, cảm ơn anh chị ạ. Không yêu đừng nói lời cay đắng, đúng ạ. 100 triệu đồng, vâng ạ. Em xin giao lưu với anh Đại Xuân Đỗ. Anh Đại Xuân Đỗ xin cảm ơn anh rất nhiều đã ủng hộ bên em. Không yêu xin mọi người đừng nói lời cay đắng. Á hậu hôm nay bên em lại có không nhỉ? Không nữa. Á hậu bên em hôm nay lại chưa chia sẻ anh chị ơi. Cây gì đấy bé Thảo? Anh chị ơi, đây ạ. À, em sẽ tiếp tục lên một kỳ hoa hậu xứ Mường. À, là một trong những bông hoa mang vẻ đẹp của vùng Tây Bắc, đúng không ạ? Rồi anh chị ơi, à, một kỳ hoa hậu xứ Mường như thế này, bên em giao lưu với anh chị với giá là 1 tỷ 800 triệu ạ. 1 tỷ 800 triệu cho một kỳ hoa hậu xứ Mường, một bông hoa mang vẻ đẹp của vùng Tây Bắc. Nhà vườn bảo hành cây như thế nào em? Anh ơi, à, bảo hành cây thì bên em sẽ chịu trách nhiệm bảo hành cây theo sen, theo giá thị trường anh chị nhá, cũng như bao nhà vườn khác thôi. Đúng ạ, bảo hành cho anh chị là theo gen, theo sen, theo giá thị trường. Rồi 1 tỷ 800 triệu anh chị ơi. Em không học sư phạm đâu nên mọi người đừng gọi em là cô giáo, em chỉ tên Thảo thôi. Dạ vâng, cảm ơn mọi người ạ. Một tỷ 800 triệu cho một kia hoa hậu xứ Mường, khoảng 3 đến 4 sen anh chị nhá, khoảng 3 đến 4 sen. Vâng ạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều. 1 tỷ 800 triệu anh chị nhá. À, chốt thì bên em phải số tiền, số điện thoại anh chị ơi. Số tiền, số điện thoại. Thật ra thì số tiền cũng khá là lớn nên là anh chị cũng suy nghĩ, xem xét, tham khảo. Xem xét kỹ lưỡng, tham khảo xem là có nên đầu tư hay không, hoặc là có thể là kêu gọi các nhà đầu tư cùng vào với nhau. Một tỷ 800 triệu ạ. Đúng rồi ạ, 1 tỷ 800 triệu cho một kỳ hoa hậu xứ Mường này anh chị nhá. Vâng, em chào anh Nguyễn Văn Bộ ạ. Em xin chào tất cả mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành cùng em Ngọc Thảo trong buổi tối ngày hôm nay. Một tỷ 800 triệu anh chị nhá. Mình ở nước ngoài. À, có những comment nào hay là anh chị muốn giao lưu những mặt bông hay những kỳ như thế nào thì mọi người vui lòng nhắn tin qua trang fanpage thì Sọt Hoa Lan Chính Trương. Thì ngày mai các anh chị ở nhà vườn sẽ gọi điện nhắn tin giao lưu với mọi người ạ.
và anh chị muốn sưu tầm những cây như thế nào thì vui lòng nhắn tin qua trang fanpage giúp em nhé anh chị nhá. Có thể là nhắn tin cho vào Facebook anh Chính Trương thì à dạ vâng ạ, em đã tìm được chủ nhân cho kỳ hoa hậu xứ Mường này rồi ạ, là anh mang có tên Facebook là PV Sang ạ. Dạ xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh ạ rất nhiều, anh PV Sang ạ. Dạ vâng, em nhìn thấy anh PV Sang rồi ạ. Tay anh khá là to rồi đúng không ạ? Em chưa nhìn thấy tay anh nhưng mà em đoán là tay anh rất là to đúng không? Một kỳ Hồng Yên Thủy tiếp theo anh chị ơi. Em sẽ lên giao lưu một kỳ Hồng Yên Thủy tiếp theo cho mọi người ạ. Hồng Mỹ Nhân còn không nhỉ? Hồng Mỹ Nhân chờ em một chút đấy nhá. Em sẽ lên kỳ Hồng Yên Thủy này, sau đó em sẽ lên Hồng Mỹ Nhân. Cứ từ từ anh chị nhờ, anh chị em mình còn nhiều thời gian bên nhau mà. Dạ vâng, cảm ơn anh chị ạ. À, một kỳ Hồng Yên Thủy này khoảng, đây anh chị ơi nhìn giúp em nữa. Dễ đang bám vào giá thể cực kỳ khỏe rồi, đang lan ra rồi ạ. Dễ đang đi, đang bò rất là khỏe anh chị nhá. Anh chị có nhìn thấy trắng tinh đây không ạ? Một kỳ này khoảng 10,5 cm, khoảng 10,5 cm anh chị nhá. Và giao lưu với anh chị với giá là 150 triệu đồng ạ. 150 triệu đồng anh chị nhá. Cho một kỳ Hồng Yên Thủy khoảng 10,5 cm như thế này. À, bây giờ một kỳ này mọi người, anh chị nào mà nuôi bình thường thôi đến cuối năm cũng khoảng 40-50 cm đúng không ạ? Dễ đang bò đi cực kỳ là khỏe đây ạ. Ấm chậu lắm rồi anh chị nhá. 150 triệu đồng. cm cho kỳ Hồng Yên Thủy này ạ. Là cây mà rồi anh chị ơi, 10,5 cm. Như em Thảo cũng đã nói rồi, anh chị nào không yêu thì vui lòng đừng nói lời cay đắng. Anh chị cứ hãy tìm hiểu đi đã, trước khi đưa ra, trước khi nói những cái gì thì mong, rất là mong anh chị sẽ tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra một phán quyết gì. 10,5 cm anh chị ơi, 10,5 cm. Em đọc 10,5 cm cho anh chị nghe rõ anh chị nhá, 10,5 cm. Anh Chính anh ơi, hôm nay anh Chính là sức khỏe của anh Chính không đảm bảo cho nên là anh Chính đã nhường lại sân khấu này cho em Thảo trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi 150 triệu anh chị ơi, 150 triệu cho một kỳ Hồng Yên Thủy như thế này. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vâng ạ, như mọi người cũng đã thấy các giao dịch trên Facebook bây giờ cũng mang tên Hồng Yên Thủy rất là nhiều đúng không ạ? Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Hồng Yên Thủy là một trong những cây mà thanh khoản rất là cao đúng không ạ? Rất nhiều nhà vườn săn đón thì đồng nghĩa với việc là cái tên cũng rất là hot. 150 triệu anh chị nhá, 10,5 cm, chưa được 11 cm ạ. 150 triệu. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Và anh chị nào giao lưu thì vui lòng ghi đúng cú pháp giúp em, số tiền cộng số điện thoại thì bên em mới có thể giao lưu được anh chị nhá. Vâng, em xin giao lưu với anh Ngọc Hải ạ. Xin cảm ơn anh. Anh Ngọc Hải ở trang, anh ý chốt ở bên trang fanpage.
Vâng anh chị ơi, em thấy có nhiều anh chị hỏi là hồng mỹ nhân. Em thảo lên một kỳ hồng mỹ nhân khoảng 18 sen anh chị nhá. À 11 sen em xin lỗi. 11 sen anh chị ơi. 11 sen ạ. 11 sen cho kỳ hồng mỹ nhân. Một trăm tám mươi ba triệu anh chị ơi. Em xinh quá anh ơi, em không xinh đâu, nhưng cây nhà em chia sẻ ra cho mọi người là toàn kỳ đẹp, anh chị yên tâm ạ. 183 triệu anh chị nhá, khoảng 11 sen ạ. 183 triệu giao lưu với mọi người ạ. Cùng là cây này, cùng là kỳ của cây